Xin chào mọi người nhé. Mình mới nhận một lô hàng máy đọc lỗi Smart Tool 2 bản phổ thông, bản SC, giá là 9.8 triệu. Đợt này máy bản cao cấp mình đang tồn nhiều, nhưng mà máy bản tiết kiệm, bản SC, bản phổ thông thì lại bán rất chạy. Và đợt này mình sẽ cung cấp thêm một loại máy đọc lỗi mới. Đây là máy Smart FI. Máy Smart FI. Máy này nó kết nối qua điện thoại nhé. Kết nối qua điện thoại và kết nối lên cả TV màn hình. Cái máy này là một cái máy mới ra mắt ở trên thị trường, mới ra mắt ở trong tháng 7, mới ra mắt trong tháng 7 năm 2022 này. Thì mình sẽ review về cái máy này sau. Cái máy này có trị giá là 8.5 triệu, chức năng là đọc lỗi, xóa lỗi tất cả các loại xe, rồi là remap mà tua, nhưng mà không có chức năng làm khóa nhé, không có chức năng làm khóa. Cái này là 8.5 triệu. Nên mọi người muốn làm khóa thông minh, muốn lập trình khóa, mất chìa thì chúng ta nhập chìa, xóa chìa, đọc mã ID, đồng bộ IC thì chúng ta phải dùng bản 9.800. Bản này bản SC, bản S, bản tiết kiệm, giá là 9.8 triệu, thì cả mở tua, cả làm khóa, đọc lỗi tất cả các loại xe thôi, thì nó chỉ tranh nhau ít tiền thôi, đúng không? Con này là 8.5 triệu, con này là 9.8 triệu, tranh nhau 1.3 triệu. Và mình chuẩn bị giao hàng cho một anh ở Hải Phòng, một anh ở Thủy Nguyên Hải Phòng. Sáng nay đang là 10 giờ 20 giờ, mình sẽ giao hàng cho một anh ở Hải Phòng. Đây là máy Smart Tool 2 bản tiết kiệm SC, giá là 9.8 triệu. Mình đang lái xe 90 km/h. Đây là cầu Bính Hải Phòng. Mình lái xe sang huyện Thủy Nguyên đấy. Từ nhà mình sang huyện Thủy Nguyên thì phải đi qua cầu Bính. Đây một cái cầu rất đẹp. Nói chung là Hải Phòng nhắc cái cầu Bính thì hầu như ai cũng biết. Đây là cầu nối từ nội thành Hải Phòng sang huyện Thủy Nguyên. Đó. Từ nhà mình sang vị trí anh khách hàng này mất trong khoảng là 10 cây. Trong khoảng là 10 cây hoặc là xa hơn một chút. Đấy, view ở cầu Bính nhìn xuống rất đẹp nhé. Kia là khu dân cư Vinhome. Khu Vinhome. Đấy, khu nhà tập thể Vinhome. Cái anh khách này thì anh tên là Hiền. Anh ở huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Và hiện tại bây giờ anh Hiền cũng đang tham gia khóa học lương cao FI tay nghề sửa chữa xe máy, tay nghề lương cao tay nghề sửa chữa xe máy đời mới. Anh ở Hải Phòng thì anh tham gia học tối. Học tối thì các tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Và học từ 20 giờ tới 22 giờ. Và nghĩa rằng là các anh cứ làm việc ban ngày bình thường, không ảnh hưởng gì đến thu nhập cả. Tầm 20 giờ thì lúc đó là các anh cũng làm xong hết công việc, cũng đủ thời gian tắm táp, cơm nước rồi nghỉ ngơi và đi học. Như vậy nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Và chỉ học 2, 4, 6, còn 3, 5, 7 và Chủ nhật là để thời gian các anh nghỉ ngơi và ôn bài ở nhà. Thế cho nên là những anh em nào thợ ở Hải Phòng thì cực kỳ có lợi luôn. Không những không ảnh hưởng đến thu nhập mà thời gian học rất thoải mái. Thời gian học không gấp gáp, tiếp thu rất từ từ. Và trong quá trình mà làm việc cái gì thắc mắc quá, mình trợ giúp qua điện thoại. Mà trợ giúp qua điện thoại không hiểu và thậm chí bị rơi vào trạng thái mơ hồ, thì mình sẽ sang tận nơi, mình làm mẫu cho xem, mình khám xe mẫu cho xem. Một số anh em Hải Phòng, học viên của mình gặp trường hợp những ca khó, anh em ở Hải Phòng rất có lợi. Và anh em Hải Phòng nào đang làm nghề, tay nghề 5 năm, 7 năm, 10 năm, thậm chí là 30 năm rồi, muốn nâng cao về xe đời mới thì cứ liên hệ với mình nhé. Mình cung cấp máy và đào tạo và nâng cao tay nghề cho anh em thợ luôn. Số điện thoại mình là 0904 566 844. Đây là cửa hàng của anh Hiền, mình đã tới nơi rồi. Đây anh Hiền, anh Giang đón. Thôn 3 Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Điện thoại là 0362 98 6496. Nay sợ anh Hiền bận em phải gọi trước.
Đó, bây giờ cắm luôn trên con xe này để test luôn. Chắc là không nào ạ? Học lớp thầy giáo, thầy giáo cũng... Vâng. Thầy giáo đấy hả? Vâng. Vâng. Bà đi chợ về chứ. Rồi, đây là máy smartphone 2 bản gắt. Xin mời anh Trần tự tay bóc tem. Tự tay bóc tem máy của mình luôn. Bình thường trước khi gửi đi em đều bóc em kiểm tra hết. Gọn gàng gớm nhỉ? Anh làm một mình nhỉ? Một mình hai quạt. Cái gì vậy? Đấy. Bây giờ tua máy đang là 1.300, 1.400 là đang bị sai số nhé. Đấy, đối với xe có idle stop là tua máy thấp như này là chế độ idle stop hoạt động nó chập chờn, nó không ổn định đâu. Tí nữa mình sẽ đi hiệu chỉnh cho lên 1.700 là chuẩn nhé. Để của em là cái xe này là nó đang bị lỗi cơ thể, lắm lúc đi ga nó bị hụt em nhận không? Đấy bây giờ đang điều chỉnh lại để đi ga nó không bị hụt, để cho máy nó khỏe nó bốc. Rồi tí nữa nó lửa tiếng. Xe của chị này đúng không? Đúng rồi. Xe của chị này. Ta lấy một lần lúc đi vượt ra nhẹ không thích, để bây giờ sửa lại. Cái này bị hụt ga nhẹ. Thế tí nữa sẽ cài đặt là hết hụt ga, xe chạy bốc luôn nhé. Mượt hơn, chạy nó mượt hơn. Đây là máy smartphone 2 này, có chức năng là mở tua, đọc lỗi lập trình. Nhiệt độ động cơ bây giờ đang là 63 độ nhé. Đấy, đang là 63 độ này. Động cơ nóng rồi, mọi chi tiết trong động cơ là giãn nở đều rồi. Bây giờ ga thấp lên xem tua máy hết cỡ là được bao nhiêu nhé. Tua máy hết cỡ là được bao nhiêu, con này khả năng được 9.500 là hết thôi. Kéo hết ga được 9.500 và cái tiếng mô nó cứ đòn lại sau mô, nó không gắt ga. Đấy là nó bị hãm tua nhé, và chạy nó bị nghèo xăng là do lập trình của cái xe thôi. Bây giờ anh Hiền khắc phục, anh gạt chân sống cho nó không nổ máy nữa. Rồi thì anh chở ra ngoài, anh ấn vào mục remapping, chở ra menu đầu tiên của nó đi. Nữa đi đấy, nữa đi. Bây giờ anh nhìn thấy chữ là smartphone 2 thì nó đang ở mục menu đầu tiên đấy. Thì anh xuống cái phần remapping nhé. Đấy, gần dưới cùng đấy. Remapping. Đây là AB đầu sâu. Cái xe AB đầu sâu bệnh tâm liên của nó là IC nó bị hãm. Bị hãm xăng, nó bị đói xăng. Con này đang bị nghèo xăng là đúng rồi, bu gì cũng trắng. Đúng rồi, bu gì cũng làm trắng. Enter. Bây giờ enter. Bây giờ mình khắc phục cái lỗi nghèo xăng của nó, anh chọn Honda này. Ở đây có một Cayenne là xe có củ đề nhé. Còn ACG là những xe đề từ. Xe này là có củ đề. Có củ đề, anh chọn Cayenne nha. Vì móc Cayenne. Anh chọn là tự động nha. Rồi, ấn nha, enter nhé. Ấn enter. Tự động đúng không? Đúng rồi, tự động. Đấy. Ở đây là nó hiện lên giao diện là 3%, 4%, 5%. Thì xe nào đói xăng thì anh cứ cộng phần trăm lên cho em. Còn xe nào bị hao xăng thì anh lại trừ phần trăm đi nhé. Đấy, bây giờ mình cho đậm hòa khí thì anh cho em là dương 5% nhé. Đấy, anh chọn dương 5%. Rồi. Đấy thôi, đây là, thì nó đang thiết lập, nó sẽ thông báo luôn cho mình. Đang thiết lập, vui lòng đợi. Thế bây giờ anh đợi tầm khoảng 3 phút. 3 phút cái máy của mình nó sẽ nạp cho IC một cái file mới, nó sẽ khắc phục được cái lỗi nghèo xăng. Hôm nay anh Hiền anh đầu tư mua máy này. Đầu tư mua máy này. Thông thường ở bên như chỗ em ấy thì mỗi lần đi mắt mở tour thì là tính 250. Còn đâu tùy trường hợp, ví dụ khách hàng người ta bảo dưỡng nhiều mất hơi tầm hơn triệu rồi thì là mình làm miễn phí. Hoặc là cái này mà liên hãng này em lại mất thêm 250
điện tử trong cái phần điện của em. Mà cái kiểu này mà nó nào thấy cũng nữa. Cái thay cái bộ à? Không, chỉ thay cái kính mặt thôi. Kính mặt thay nhưng mà em mà thay thì đến chiều anh chạy đến thay cho. Thay kính thì nó bao tiền đấy? Thì sao anh hỏi anh cứ tắm được giá đó. Mà giá nó không nhiều tiền đâu. Kính không, này, cái kính nó không đáng bao tiền. Đây máy đã chạy xong rồi. Máy báo là nâng cấp phần mềm thành công. Tắt và bật khóa điện để kết thúc. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Anh tắt khóa anh bật lên nha. Tắt khóa, bật lên. Đấy. Bây giờ xe sẽ không bị ham tua và cái tỷ lệ hoạt khí nó sẽ đậm hơn nhé. Anh lại vào mục dữ liệu động cơ như vậy đấy nhé. Vào mục dữ liệu động cơ vậy đấy, sau đó là nổ máy lên để ga gắt lên xem tua máy có vượt qua được 9.500 không. Trở về vào mục động cơ đi, vào mục động cơ Honda đấy, bây giờ mình đang kiểm tra lại, mình vào dữ liệu động cơ, mục dữ liệu động cơ Enter đấy. Bây giờ lỗ gang ti rồi. Máy đã nóng rồi, máy nóng tầm 70 độ C rồi, là động cơ ổn định rồi. Bây giờ em ga gắt lên, anh để ý xem nó có vượt qua được 10.000 vòng hút không nhé. Lúc đầu chỉ có được 9.500 thôi. Lên được 10.300 đúng không? Và tiếng bô nghe nó không bị đòn nữa. Nghe tiếng bô nó rú lên cảm giác như là sắt vỡ bô đến nơi rồi đúng không? Rồi, đấy là sự khác biệt nhé. Đây là xe AB đầu trâu này. AB đầu trâu này. Cái bệnh thâm niên của nó là bị nghèo xăng. Nghèo xăng do nhà máy người ta lập trình cố tình để tiết kiệm xăng. Xe đi thì sao? Hậu quả là sáng ra ga lên sẽ bị hững nhẹ một cái. Bugi lúc nào cũng trắng, máy lúc nào cũng bị lỏng. Để cứ phải nhiều ga. Để nhiều ga. Con này bị lặng ấy chứ. Con này đề nhiều ga chứ không phải làm ấn nút đề ga nổ ga. Mình sử dụng 33P, một giác cắm lần đầu tiên. Rồi, lập trình tự động đi. Rồi, bây giờ đọc full kia đi, ấn Enter. Máy sẽ đọc ra mã. Đây. Mã này thì mình sẽ chụp lại sau đó là nhập vào SU. Rồi bây giờ bỏ cái chọc kim này ra là được rồi. Rồi bây giờ nhập chìa nhé, muốn nhập chìa là phải có mã. Muốn nhập chìa là mã SU này nó gửi mã đấy nhá. Đấy, đọc được ra mã rồi đấy. Bây giờ anh nấn trở về để làm chìa nhé. Anh trở về đi, trở về tiếp. Chọn là lập trình thủ công nhé. Thầy gọi Enter thì nghe lắm lúc gỡ thì mới xem. Đó, sẽ gửi video anh. Hay nữa là trên YouTube cũng nhiều video có sẵn rồi nhé. Trường hợp của mình là mất hết chìa nhé. Mất hết chìa, họ đánh rơi hết chìa rồi. Rồi Enter. Đấy, bây giờ sẽ nhập lại ra cái mã này. Nhập lại ra cái mã này. Mã vừa đây đọc, vừa đây chưa chụp ảnh lại đúng không? Đây. Ấn này, không bỏ qua này, gạt sang ngang này. 1 này. Sang ngang này 6 này, gạch ngang này 3 con 5 này, sang ngang 1 2 3 4 5 này, sang ngang 1 2 3 4 5 này, đấy, 4 2 6 đúng không? 4 2 6 rồi, đấy anh ấn Enter đi, số thì chỉ ấn một chút trên được chứ ạ. Ấn Enter đi. Đấy. Số thì cứ ấn mũi tên là nó tiến lên tiến xuống thôi. Enter, bây giờ máy yêu cầu là bật FOB. FOB đâu? Đấy. Đấy. Bật lên xanh. Để chế độ on đi. Để chế độ on rồi. Anh nhấn Enter để xác nhận. Rồi, còn lại là máy sẽ tự nhập cho mình nhá. Đây là ví dụ thôi. Cái chìa này thực ra là đã đồng bộ từ trước rồi. Còn nếu trường hợp làm thật thì nó sẽ chưa đồng bộ. Chưa đồng bộ thì máy sẽ chạy. Máy sẽ nhập đủ 9 mã ID.
vào SU cho mình, sau đó là máy sẽ báo là thành công, thế thôi. Đây là chức năng làm khóa. Bây giờ bài kiểm tra SU và FOB đã đồng bộ với nhau chưa? Trong trường hợp mà chìa nó không nhận SU ấy thì mình sẽ vào mục Smart Key này, ấn Enter này, ấn Honda này, chọn 33 pin một giác cắm, chọn lập trình thủ công. Dòng cuối cùng là kiểm tra đồng bộ FOB với SU. Máy Smart Tool 2 yêu cầu là bật on. On đây rồi. Nhấn Enter. Máy báo là FOB đã được đăng ký với SU. Rồi. Như vậy là FOB với SU báo là đã đăng ký với nhau rồi mà hệ thống hóa không hoạt động thì suy ra là hỏng hệ thống dây dẫn điện nhé. Hỏng hệ thống dây dẫn điện hoặc là hỏng cái núm khóa thôi. Còn đâu mà hai thằng này là không bị hỏng đâu nhé. Đúng rồi. Công tác đánh thức hoặc là dây dẫn điện tới C tới dây dẫn điện ở trên hệ thống. Thế bây giờ mình cố tình off đi nhé, cố tình off đèn đỏ đi nhé. Mình ấn thử lại này, máy nó sẽ tìm và máy nó báo rằng FOB chưa đăng ký với SU. Nếu mà sau này mà gặp hư hỏng về khóa mà máy báo như này chứng tỏ rằng là một SU hỏng, hai là thiền hỏng. Còn hệ thống dây dẫn điện trên xe là tốt nhé, nó không liên quan gì đâu. Bật on nó lên thử lại rồi. Rồi thì cái này đòi hỏi anh phải mua đồ về anh thực hành trên xe nhiều vào anh mới nhớ được. Thì nhớ được, còn không có trong chương trình không nhớ ấy, thì anh cứ gọi video. Còn đâu những cái chữ tiếng Việt này nó diễn giải hết rồi, mình gặp trường hợp nào thì mình sẽ ấn ở trường hợp đấy. Thêm chìa mới này, mất hết chìa này, thay ESU mới này, rồi ọp mã chìa. Ví dụ chìa bị rơi, mình có hai chìa thì một chìa rơi dùng một chìa thì mình chọn vào đây, mình ấn ọp này, Enter này, máy yêu cầu bật FOB xanh này, bật lên xanh này, đang thực hiện. Máy yêu cầu tắt FOB đỏ này, rồi lại ấn Enter tiếp. Đấy, máy báo rằng các FOB khác đã được khóa thành công. Nghĩa rằng thằng nào mà vắng mặt trong cái lúc này là thằng ấy sẽ bị rơi. Người ta có cái chìa sức thằng cua. Ừ. Đúng rồi. Cái chìa chính mà ta rơi rồi, có chìa sức cua mà người ta không mở được. Ừ. Thì mình thực hiện thao tác là để hai cái nắm nó nhập với nhau. Cái chìa, một chìa rơi mà chìa thứ hai thì không mở được gì. Thế thì nó đang có bị hư hỏng gì đó, phải tìm ra nguyên nhân tại sao. Một là cái này để lâu quá nó hỏng hoặc là hết pin nhá. Còn đúng ra nó đã đồng bộ với nhau rồi, kể cả chìa thứ hai đồng bộ nhau. Ừ, chìa thứ hai nó cũng đồng bộ sẵn rồi, là đương nhiên phải dùng được. Nếu không dùng được thì khả năng hỏng pin hoặc là để lâu quá nó bị hỏng vi mạch bên trong thôi. Thì mình sẽ kiểm tra hai thằng này, nếu mà hai thằng này đã đồng bộ với nhau rồi thì đương nhiên là phải dùng được. Còn nếu không đồng bộ mà không dùng được thì mình mua cái mới về nhập vào. Xong rồi hồi hướng dẫn sử dụng mình đã thu tiền và bàn giao máy cho anh. Máy bảo hành là 1 năm và máy Smart Tool 2 bản S có giá là 9.800.000. Mình đã thu đủ số tiền là 9.800.000. Và hôm nay chủ nhật anh cũng có khách ra khách vào cho nên là mình cũng hướng dẫn cơ bản thôi. Và sau này sẽ thường xuyên trợ giúp qua điện thoại, qua video. Đây, mình về trước, còn anh Hiền thì đang sửa xe kia. Đó. Cứ ngồi một tí lại có khách ra, lại có khách vào. Cửa hàng của anh ấy làm mặt đường cũng đông khách. Đó, mọi người thấy là cửa hàng anh ấy đang có khách ngồi chờ kia. Rồi, xin chào mọi người nhé. Video mình làm đến đây hết rồi. Mình làm video để cho mọi người thấy cái thao tác, hướng dẫn sử dụng máy và cái phong cách bán hàng của Toàn An Đồng. Nó cụ thể sẽ như thế nào. Mọi người có nhu cầu liên hệ. Số điện thoại là 0904 566 844. Mình Toàn An Đồng Hải Phòng. Anh em thợ xe máy ở Hải Phòng qua trực tiếp nhà để mình cắm trên xe nhà của mình thực hành cho. Còn trường hợp anh em quá bận không thể đi được thì điện thoại báo trước, mình sẽ tới tận nhà và mọi người chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái xe để mình thực hành thôi. Thực hành cơ bản một tí cho mọi người trải nghiệm, và chủ yếu là khi gặp những tình huống cần trợ giúp thì mọi người lại điện thoại cho mình, và điện thoại lúc nào mình cũng trực bên người. Đấy, trường hợp mình đi xe hoặc cả đi vệ sinh hoặc đang tắm táp vệ sinh cá nhân, mình sẽ gọi lại sau, thấy cuộc gọi nhớ mình sẽ gọi lại.
và tất cả khách hàng của mình mua hàng mình đều ghi lại tên, ghi lại địa chỉ hết nhé. Rồi Zalo của mình cũng là số 0904 566 844. Video mình làm đến đây hết rồi, xin chào mọi người nhé.